Đảng Cộng Hòa nhắm mục tiêu vào phiếu bầu vắng mặt vào cuối tuần ở Georgia. Đảng Cộng Hòa đang nhắm vào các thành trì của Đảng Dân Chủ tại Georgia, nơi đã mở các địa điểm vào cuối tuần này để cử tri trực tiếp gửi phiếu bầu vắng mặt. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, RNC, đã đệ đơn kiện mới vào Chủ nhật sau khi một thẩm phán tiểu bang một ngày trước đó đã bác bỏ cáo buộc rằng quận Fulton, bao gồm cả Atlanta, đã vi phạm luật bầu cử của Georgia về việc gia hạn luật này. Đảng Cộng Hòa trích dẫn một điều khoản yêu cầu phải đóng thùng bỏ phiếu khi quá trình bỏ phiếu sớm trực tiếp, được gọi là bỏ phiếu trước ở Georgia, kết thúc, và điều khoản này đã được thực hiện vào thứ Sáu. Vụ kiện mới này thách thức cả Fulton và 6 quận khác có khuynh hướng theo Đảng Dân Chủ. Những quận vẫn tiếp tục chấp nhận các lá phiếu vắng mặt được gửi tận tay trong suốt cả tuần. Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang và tuyên bố rằng hành vi này vi phạm sự đảm bảo về quyền bảo vệ bình đẳng của Hiến pháp và việc chuyển giao quyền bầu cử cho các cơ quan lập pháp tiểu bang. Hành động của quận vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của tu chính án thứ 14 bằng cách cấp các đặc quyền cho cử tri của những quận đó, vi phạm luật tiểu bang, do đó ảnh hưởng một cách tùy tiện và khác biệt đến cử tri và ứng cử viên ở các quận khác, đơn kiện nêu rõ. Các khu vực bị kiện bao gồm quận Fulton và các khu vực của Atlanta tạo nên phần lớn cơ sở của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang dao động chính, các quận Cobb, Deacon, Gwinnett và Clayton. Hai quận còn lại là quận Chatham, bao gồm thành phố Savannah và quận Athens, Clark. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng ở cả 7 quận vào năm 2020 khi ông lật ngược Georgia thành màu xanh trong cuộc đua tổng thống lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ. Trong chu kỳ này, dự báo bầu cử của Decision Desk Quizzer Hill ước tính Trump có 65% cơ hội giành chiến thắng ở chiến trường quan trọng. Thông báo cho phép mọi người trực tiếp gửi phiếu bầu vắng mặt vào cuối tuần này và thứ hai đã nhanh chóng bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Đảng Cộng Hòa đã kiện quận Fulton vào đêm muộn thứ Sáu, dẫn đến phiên điều trần trực tuyến được lên lịch vội vã vào sáng hôm sau. Thẩm phán Kevin Farmer đã ra phán quyết có lợi cho quận, được Ủy ban Quốc gia Dân Chủ, DNC, ủng hộ. Ông cho biết, điều khoản luật tiểu bang đang được tranh luận không liên quan đến việc giao tận tay các lá phiếu vắng mặt. Điều đó ám chỉ đến các thùng bỏ phiếu. Không có thùng bỏ phiếu nào ở đây cả. Thùng bỏ phiếu không còn trên bàn nữa, Farmer nói. Quận Fulton, quận đông dân nhất ở Georgia, cho biết 305 lá phiếu vắng mặt cuối cùng đã được trả lại vào cuối tuần này trong thời gian gia hạn, sẽ tiếp tục vào thứ Hai. Đảng Cộng Hòa cũng chỉ trích một số quận vì ban đầu không cho những người theo dõi cuộc bỏ phiếu của đảng quan sát việc tiếp tục bỏ phiếu. Chủ tịch RNC Michael Wadley đã viết trên nền tảng xã hội X vào thứ Bảy rằng những người theo dõi cuối cùng đã được phép vào bên trong. Alex Kaufman, một luật sư ở Georgia đại diện cho đảng, đã chỉ trích các quan chức của quận Fulton vì đã thông báo gia hạn chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Chúng tôi có những người giám sát cuộc bỏ phiếu mà chúng tôi phải ra ngoài. Điều này rõ ràng làm thay đổi thời gian và tiến trình của cuộc bầu cử vào phút cuối, Kaufman nói tại phiên tòa hôm thứ Bảy. Tranh chấp về việc gia hạn là một phần của cuộc chiến pháp lý rộng lớn hơn đang diễn ra ở các tiểu bang dao động quan trọng về việc bỏ phiếu qua thư. DNC và các nhóm khác đã thuyết phục một thẩm phán Georgia gia hạn thời hạn nộp phiếu bầu đến ngày 8 tháng 11, 3 ngày sau ngày bầu cử, cho 3.240 cử tri vắng mặt không nhận được phiếu bầu qua thư tại quận Cobb. Tại Pennsylvania, DNC cũng thuyết phục một thẩm phán tiểu bang mở rộng các lựa chọn bổ sung cho cử tri quận Erie gặp sự cố về lá phiếu qua thư do vấn đề của nhà cung cấp. Thẩm phán phát hiện ra rằng 365 cử tri đã nhận được lá phiếu trùng lập và có tới 17.000 người khác có thể không nhận được lá phiếu của họ. Và tại quận Bucks, một khu vực đông dân nằm ở phía bắc Philadelphia, chiến dịch tranh cử của Trump đã thắng kiện để kéo dài thời gian bỏ phiếu qua thư theo yêu cầu sau khi cử tri báo cáo rằng họ phải xếp hàng dài và bị từ chối vào đầu ngày bỏ phiếu cuối cùng.